Sáng nay, Ban chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm hoạt động với đoàn công tác Ban chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo 35 thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh và Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên Vũ Duy Hoàng cùng chủ trì buổi làm việc. Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo 35 thành phố đã trao đổi chia sẻ với đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên kết quả hoạt động và bài học kinh nghiệm của Đà Nẵng trong triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Theo đó, thành phố đã tập trung xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng 35 trên địa bàn thành phố, duy trì phát triển các trang mạng xã hội của Ban chỉ đạo và tuyên truyền thông tin chính thống trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó đã đăng tải chia sẻ gần 50.000 bài viết tuyên truyền các sự kiện, kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước và thành phố, cũng như đấu tranh phản bác các bài viết, thông tin sai sự thật, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tạo được lan tỏa với lượt tương tác cao. Dòng chảy thông tin xanh theo phương châm nhân cái đẹp, dẹp cái xấu được tăng cường. Ban chỉ đạo 35 thành phố cũng đã tăng cường chỉ đạo các lực lượng tập trung ngăn chặn xử lý, gỡ bỏ triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thái Nguyên đã trao đổi kinh nghiệm thực tiễn của địa phương trong thực hiện công tác này, nhất là về vai trò của cấp ủy đảng, các đơn vị địa phương, việc chủ động nắm và dự báo tình hình, việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền có chiều sâu, thực chất, trong đó có việc tuyên truyền các chủ trương chính sách và thành tựu phát triển trên Internet, mạng xã hội, việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ an ninh tư tưởng, văn hóa và một số vấn đề thiết thực khác.